Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Pyrex Gaming. Trong video lần này thì mình sẽ nói về chủ đề là crafting. Vì crafting trong cái game này rất là nhiều và rất là lớn và nó cũng là một phần quan trọng của cái game này. Cho nên mình nghĩ là mình phải nên chia những cái crafting này ra từng những video nhỏ thôi để anh em mà mới tập chơi có thể xem và có thể search trên cái channel của mình nên một cách dễ hơn. Và trong video lần này thì mình sẽ nói về cái crafting dễ nhất mà anh em mới tập chơi có thể tập craft, đó chính là trên cái crafting bench. Ok, thì trên cái crafting bench này nó có 4 loại crafting. Ở đây mình nói 4 loại thôi tại vì cái undiscovered này là nghĩa là những cái crafting mà bạn chưa khám phá ra thôi. Nó có những cái recipe mà mình sẽ nói sau recipe là bạn còn phải đi lấy nó mới có. Ok, so còn lại là mình có là prefix, suffix, order và vel. Thì mình sẽ nói về prefix and suffix trước cho các bạn hiểu, tại vì cái này là cái cơ bản nhất ở trong crafting nha. Thì trên một món đồ rare, món đồ màu vàng như thế này thì nó sẽ có là 3 prefix và 3 suffix. Và nó sẽ có cái ở trên hết là implicit. Như ở trên cái amulet này thì bạn thấy là implicit của nó là cộng dexterity và intelligence là cái trên hết luôn. Và nó có 2 prefix và nó đã có 3 suffix. Như các bạn thấy thì trên cái amulet này mình đã sử dụng benchcraft cho nó. Và nó đã hiện ở đây với cái chữ màu xanh nhạt cộng 15% to lightning and chaos resistance. Thì những cái mà benchcraft mà bạn sử dụng trên một món đồ nào đó thì nó sẽ hiện lên cái chữ màu xanh nhạt như thế này, so với lại những cái dòng khác là màu xanh đậm hơn. Thì cái màu xanh, cái dòng màu xanh nhạt này bạn có thể thay đổi nó ở trên cái bench luôn. Để mà cộng 15 đi thì mình có thể thay đổi nó với một cái prefix hoặc là một suffix khác. Nếu mà nó còn chỗ trống, ví như đây mới có 2 prefix là thì mình có thể craft thêm một prefix nữa. Và cũng có thể craft thêm suffix. Thì khi mà bạn craft, ví dụ craft prefix đi thì cái dòng cộng lightning này nó sẽ bị mất đi. Và nó sẽ thay thế bằng những cái dòng ở trên đây, tùy bạn chọn là cái nào thôi. Và nếu mà bạn chọn một cái suffix khác thì cũng tương tự, cái dòng cộng lightning này và chaos này cũng mất luôn. Và nó bị thay thế bằng những cái dòng khác. Thì trên một món đồ bạn chỉ có thể có một dòng benchcraft mà thôi. Trừ khi bạn có cái dòng là can have up to 3 crafted modifier ở trên món đồ của bạn, thì khi đó bạn có thể craft thêm tới 2 dòng ở trên cái món đồ của bạn nhá. Thì khi bạn có cái can craft 3 crafted modifier này thì có thể craft thêm 2 dòng nữa ở trên món đồ của bạn. Thì có thể cộng lightning rồi xong cộng thêm strength hay là gì đó. Và đây là một ví dụ của một món đồ mà nó có tới 3 dòng màu xanh nhạt ở trên một món đồ này. Thì cái dòng mà can have up to 3 crafted modifier đó, nó tính là một dòng rồi nha. Thì ngoài cái đó ra bạn có thể craft thêm 2 dòng nữa. Ở đây thì có là minions increase attack with cast speed, dòng cuối là trigger socket spell use a skill gì đó. Ok, là tổng cộng là 3 dòng. Quay về lại những cái cơ bản thì trên một món đồ khi mà bạn không thể craft thêm prefix thì nó sẽ hiện lên những màu đỏ như này. Khi mà cái nó màu đỏ như này thì bạn không có thể thêm những cái dòng này trên món đồ này nữa. Và khi mà bạn có thể thêm những cái dòng đó thì nó sẽ hiện lên những màu như thế này. Và nếu mà bạn để ý nãy giờ thì khi mà bạn craft ở trên crafting bench thì nó sẽ sử dụng những tiền tệ nó để ở bên bên tay phải đây. Thì ở đây nếu mà mình còn thiếu cái gì đó thì nó cũng sẽ hiện lên màu đỏ. Khi mà mình đủ thì nó sẽ hiện lên màu vàng bình thường thì mình có thể craft. Ở trên những cái craft thì nó sẽ có những cái tier khác nhau. Như các bạn thấy đây là từ 1 cho đến 5. Khi mà các bạn mới bắt đầu chơi hoặc là mới vào mùa mới thì nó sẽ không có hiện lên từ 1 tới 5 này đâu, mà nó sẽ hiện là 1 thôi. Còn những cái còn lại thì bạn phải còn đi tìm nó. Và tìm ở đâu thì các bạn có thể vào Undiscover. Là cái này, Undiscover là chưa khám phá ra. Và các bạn có thể để con chuột lên như này thì nó sẽ hiện lên cái tên. Ví dụ như cái này là nó để là The Western Forest. Cái này là Siege. Cái này là Bazaar. Cái này là The Pale Court. Thì cái này là những địa điểm mà bạn có thể lấy những cái crafting này. Ví dụ như can have up to 3 crafted modifier này thì nó để là The Pale Court. Thì địa điểm The Pale Court là ở đâu bạn không biết thì các bạn có thể lên lên Google tìm The Pale Court rồi bấm thêm chữ POE vào là Path of Exile đó, và bấm Enter Search thì nó sẽ hiện lên cái đầu tiên là wiki của Path of Exile.
Thì cái the pearl court này đi là những cái mảnh, nhá. Bạn còn tới 4 cái mảnh này, bạn có thể lên trade để mà mua 4 cái mảnh này. Và các bạn đi cái map này thì có thể nhặt được, không phải nhặt được mà là lấy được cái crafting, can have a tree crafted modifier này. So những địa điểm nào mà bạn không biết thì cứ search trên Google như cách mình đã search vừa rồi thôi. Ok, lúc nãy thì mình đã nói về prefix, suffix rồi ha. Bây giờ mình sẽ nói tới order đi. Order ở đây là những cái craft liên quan về craft những cái lỗ ở trên một món đồ nè, craft những cái link trên một món đồ và craft màu. Yeah. Thì lúc trước mình có làm một cái video chỉ cho các bạn những cái mẹo để mà craft ra những cái lỗ và link và thay đổi màu như thế nào để mà nó rẻ nhất và hợp lý nhất, chứ không còn phải đập fusing hoặc là jewelers of chi cho nó tốn nhiều và nó tốn thời gian nữa. Ok, thì mình sẽ để cái link cho của cái video đó ở trên đây, đâu đây, hoặc là dưới phần mô tả, các bạn click vào thì cũng sẽ có. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ nói về những cái craft gọi là veld ở đây. Những cái craft veld này bạn sẽ còn phải đi lấy những cái món đồ, những cái vũ khí mà nó để là unveld. Những món đồ này các bạn có thể đi map và nhặt được nó từ nhiệm vụ của Jun. Thì các bạn để map vào đây và các bạn chọn cái nhiệm vụ này. Yeah. Area contain Immortal Syndicate activity là của nhiệm vụ của Jun. Thì khi các bạn đi cái map này thì bạn sẽ gặp những cái con của Jun, như mình sẽ đi cho các bạn xem ở đây nha. Và mình sẽ nhặt được những món đồ và nó để là unveil cho các bạn thấy luôn. Và đây là một trong những cái nhiệm vụ của Jun. Thì bạn cứ giết hết những con ở đây, rồi bấm vào con này. Bạn có thể chọn cái con này thì mình chắc chọn cái này đi. Không biết là nó có rớt một món đồ unveil nào không. Có lúc nó rớt, có lúc nó không nha, chứ không phải lúc nào cũng rớt. Đây, khi mà bạn thấy được một món đồ unveil thì nó sẽ có một cái hình như thế này, như hình bị bể, bị nứt gì đó. Thì trên món đồ này thì bạn sẽ thấy một cái dòng ở cuối, nó hơi bị, nó bị ẩn chữ đi nhá. Thì bạn nhặt được món đồ này rồi ha, bạn có thể nói chuyện trực tiếp với Jun ở đây cũng được, không còn phải ra ngoài. Thì bạn có thể bấm vào unveil, unveil items, bạn đặt món đồ này vào rồi bạn unveil. Thì bạn có thể chọn những cái dòng mà crafting như thế này. Dòng nào mà đã để full như thế này rồi thì bạn đã khám phá nó ra được rồi, nó sẽ có ở trên crafting bench rồi. Còn dòng nào mà nó vẫn màu trắng như thế này thì bạn có thể chọn, chọn và craft nó, confirm. Thì khi mà cái dòng này nó thành màu vàng đi thì nghĩa là cái dòng crafting này nó cũng sẽ lên cái crafting bench của bạn luôn. Ok, so cái dòng này là màu trắng, nó chưa có trên crafting bench mình đâu, nhưng mà bây giờ nó đã màu vàng và nó để đây là số 1 rồi. Thì đó là tier 1, cái thấp nhất, thì nó đã có ở trên cái crafting bench của bạn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào hideout và xem trên crafting bench của mình coi thử là cái dòng này nó có chưa nha. Thì nó là cái dòng attack và cast speed, còn attack và cast speed. Ok, and đây thì nó đã hiện lên đây. Ở mùa ultimatum này, khi mà mình unveil thẳng từ Jun thì cái phần trăm của nó sẽ cao hơn, nhưng mà khi vào crafting bench rồi thì cái dòng phần trăm của nó sẽ thấp hơn. Yeah, ở đây tới 7%, nhưng mà ở đây chỉ còn 3% thôi. Và cuối cùng thì mình muốn nói về những món đồ corrupted như cái bao tay này. Corrupted là cái dòng ở cuối cùng mà bạn thấy đó, nó để cái chữ màu đỏ đó là corrupted, nghĩa là bạn sẽ không được thay đổi những cái gì ở trên món đồ này nữa, ngoại trừ order. Order ở đây là những cái lỗ, những cái link và những màu ở trên món đồ này. Yeah, thì bạn vẫn có thể thay đổi nó ở trên cái crafting bench, sử dụng những cái tiền tệ và những cái cục Val Orb. Và đó là những cái cơ bản về cái crafting bench thôi. Về những cái advanced crafting, nghĩa là những cái crafting mà nó tốn rất là nhiều tiền và rất là khó để mà craft đó. Không phải khó để mà craft mà nó tùy theo cách craft thôi, nhưng mà gọi là advanced crafting đi, thì nó có những dòng như hồi nãy mình nói là 3 cộng thêm 3 cái dòng crafting trên một món đồ. Cannot roll attack mod, cannot roll custom mods. Rồi có những dòng như là prefix cannot be changed. Rồi có thêm là suffix cannot be changed nữa. Những cái dòng này là advanced crafting thì mình sẽ nói ở một cái video khác nha.
nếu mà bạn mới bắt đầu crafting thì những cái dòng đó cũng chưa có quan trọng đâu. Những cái dòng crafting đó để về sau đi. Khi mà bạn rành về game rồi thì hãy craft những cái dòng đó, tại vì nó cũng rất là mắc. Một cái craft của cái đó nó sẽ tốn tới một exalt, thậm chí hai exalt. Thì khi mà bạn bắt đầu chơi, những cái tiền đó bạn chắc chắn là chưa có đâu. Thì khi nào bạn tìm được nhiều cái exalt rồi thì hãy craft những cái dòng này. Tại vì craft mà không biết craft thì nó sẽ mất những cái tiền đó đi thì rất là uổng. Ok, cho nên mình sẽ nói về những cái advanced crafting này ở những video sau. Đi khi mà mình đi sâu về crafting. Trước khi mình kết thúc cái video này thì mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn cái website này. Nó để đây là PoE Crafting Bench, là những cái crafting mà nó có thể có ở trên cái crafting bench của bạn. Thì website này rất là hữu ích khi mà mình mới tập về crafting. Thì ở đây nó để những cái địa điểm của những cái crafting đó mà bạn có thể tới và lấy những cái recipe đó. Và những cái unveil luôn. Ví dụ như dòng này đi, nó để unveil 3. Nghĩa là dòng này nếu mà bạn muốn maximum của nó, tìm được cái cao nhất là bạn phải unveil nó 3 lần. Đây là 4 lần, yeah, ví dụ vậy. Thì cái website này mình nghĩ nó rất là hữu ích. Mình sẽ để cái link của cái website này ở dưới phần mô tả nhé. Nếu mà bạn còn đến nó thì cứ bấm vào cái link đó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Nếu các bạn có thêm thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thì cứ comment ở dưới phần comment, hoặc là gửi tin nhắn cho mình trên Facebook hoặc là qua Discord cũng được. Những cái link Facebook, Discord đều ở dưới phần mô tả hết. Bạn cứ tìm vào đó nha. Và rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.